Đúng, 4 tỷ 300 triệu khuyên anh chị đã sở hữu căn nhà nằm ngay xã Đông Thanh, Lâm Hà. Diện tích căn nhà là 370m², mặt tiền 8m và nợ hậu 9m. Với diện tích nợ hậu rất tốt cho gia chủ khi sở hữu căn nhà này, thuận lợi trong việc làm ăn cũng như là sức khỏe. Vị trí căn nhà cách trạm y tế 50m, cách ủy ban nhân dân xã Đông Thanh 150m và cách trường mẫu giáo trường cấp 1, cấp 2 chỉ 200m. Vị trí căn nhà nằm ngay mặt tiền xã Đông Thanh, đầy đủ tiện nghi như chợ, buôn bán sầm uất, bệnh viện, quán cà phê, nhà hàng và xung quanh nhiều địa điểm check-in. Vị trí căn nhà dân cư đông đúc, an ninh, cây cối xanh tươi hòa quyện cùng với đồi núi giúp cho chúng ta tận hưởng trọn vẹn được không khí nơi đây. Và lô đất em muốn gửi đến quý anh chị nằm ngay mặt tiền đường xã Đông Thanh. Với vị trí này rất thích hợp cho quý anh chị định cư cũng như là đầu tư sinh lời. Đường nhựa 8m, xe tải ô tô né nhau thoải mái luôn nha quý anh chị. Và đây là cảnh quan trước nhà. Anh chị cùng theo chân em tham quan căn nhà này nhé. Phía trước căn nhà rất rộng, hiện tại gia chủ đang buôn bán bánh kẹo. Như quý anh chị đã thấy, đang để một bộ bàn ghế buôn bán và để khoảng 7 chiếc xe máy. Căn nhà gồm một phòng khách, 3 phòng ngủ, một phòng bếp và một toilet. Đi vào trong căn nhà thì sạch sẽ, thiết kế đầy đủ tiện nghi, phòng ngủ rộng rãi. Phía sau hiện tại đang có một toilet, một nhà tắm, một máy giặt để giặt đồ và phơi rất thuận tiện.